vị và các bạn. Hôm nay có một cái vị khách hàng gọi điện cho tôi, thì tôi sẵn một lần cái di chúc làm luôn một lèo. Tôi đặt cái video có tên là khởi kiện theo di chúc. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã nói rất là nhiều trong những cái video, nếu trong trường hợp có người có tài sản chết để lại thì chúng ta sẽ ưu tiên xem coi tài sản của họ có được định đoạt trong di chúc hay không. Nếu có di chúc, chúng ta sẽ ưu tiên di chúc. Nếu trong trường hợp không có di chúc, chúng ta sẽ chia theo quy định của pháp luật. Sáng nay câu chuyện sẽ tóm lại như thế này quý vị và các bạn ạ. Sáng nay chị gọi cho tôi, chị bảo rằng là gia đình chị có một cái câu chuyện cũng tương đối như thế này. Chị ở chung với ông bà, thì khi chị ở chung với ông bà thì chị chăm sóc, vì chị ở từ nhỏ tới lớn chị ở chung với ông bà. Tuy nhiên thì khi mà lớn lên thì ông bà đã lập một cái di chúc cho chị. Khi lập cái di chúc cho chị thì trong tay chị hiện giữ là bản chính của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và di chúc. Thì sau khi ông bà mất thì mẹ ruột của chị đến nhà và yêu cầu chị đi ra khỏi nhà, và cảm thấy rằng một cái sự bất công, chị cho rằng là bất công, và cho rằng là theo quy định của pháp luật thì tôi, chính tôi và không ai khác hơn sẽ được hưởng cái tài sản của ông bà để lại mà chị đã điện thoại cho luật sư. Thưa quý vị và các bạn, trong video lần này tôi chỉ gói gọn kiện theo di chúc. Kiện theo di chúc là như thế nào? Nếu trong trường hợp bạn thẩm định là di chúc của bạn hợp pháp. Hợp pháp gồm có, thứ nhất, di chúc này được về mặt hình thức được lập tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, và theo ý chí của ông bà chị đó, tức là người để lại di chúc, là sau khi tôi chết đi thì đứa cháu của tôi, đứa cháu ruột của tôi mang tên A sẽ được hưởng cái di chúc này. Ngoài A ra tôi không để lại di chỉ cho anh hết. Trong trường hợp này thì mẹ của chị đã đến nhà và bà cho rằng, ủa, cái việc là chính bà là con ruột của ông bà mà, chứ đâu phải chị. Người ta vẫn nói thường câu là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu để giữ nhà rồi mới sinh ông. Tuy nhiên trong trường hợp này, ý chí của người có di sản quan trọng lắm. Ông bà của bà, ông bà của chị nói rằng sao? Ông bà của chị nói rằng là tài sản của tôi là một căn nhà cấp 4 có diện tích 1.000 m² trên thuộc đất, thuộc thửa, tờ bản đồ gì đó, một sổ tiết kiệm 1 tỷ. Sau khi tôi qua đời thì chị nhớ nha, chỉ có một đứa cháu tên A sẽ được hưởng cái di sản này. Ngoài cái đứa cháu tên A này tôi không để lại di sản cho ai khác. Tôi nhớ có một lần tôi làm một cái di chúc cho một cái người chú, ông này chắc ở khoảng chừng 70. Ông bảo với tôi rằng tôi có tổng cộng rất là nhiều người con, luật sư ạ, tôi có hình như là 6 người con đó. Nhưng mà tôi có tổng cộng là 7 đứa cháu, mà tôi chỉ cho đúng một thằng cháu đích tôn của tôi một cái căn nhà giá 700 lượng vàng. Ý chí của họ đó, ý chí là người để lại di sản, họ nói rằng sau khi tôi chết đi thì tài sản của tôi sẽ được do cái người nào mà tôi chỉ định thôi,
thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này thì tôi cho rằng là chị cũng nên đến thương lượng với mẹ chị rằng là mẹ ơi, hiện tại theo quy định của pháp luật rằng mặc dù là con của mẹ, con được hưởng cái di chúc từ bà, tuy nhiên thì thôi, nếu như trong trường hợp tài sản này do ông bà chỉ định lại cho con, nhưng nếu như trong trường hợp con nếu mà mình đi khởi kiện thì mình cũng có những cái khó khăn là vi phạm đạo đức gì đó, cho nên chúng ta hãy ngồi lại mẹ nhé. Khi nào bà mẹ của chị không có một cái ý kiến phản hồi thì lúc đó chị hãy khởi kiện. Như vậy trong cái vai trò pháp luật, mình cũng đã ổn, trong vai trò đạo đức của một người con thì mình cũng đã ổn. Có lẽ những video này sẽ đến tai một số anh chị em thẩm phán, một số anh chị em đồng nghiệp, và các anh chị sẽ không đồng ý với ý kiến của chính bản thân tôi. Tuy nhiên, cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, phương châm của chương trình dân ta phải biết luật ta là như thế đó. Tôi vẫn mong kêu gọi cái tình thân của gia đình để mình biết nhường nhịn lẫn nhau. Tôi vẫn nói với chị rằng di chúc của chị, nếu tôi chưa xem, nếu được hợp pháp thì chị sẽ được hưởng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên về mặt quy định thì trong một chừng mực nào đó có rất nhiều giai đoạn hòa giải. Giai đoạn hòa giải tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, giai đoạn hòa giải tại tòa án. Nếu các bên gặp nhau ở một điểm chung rằng chị A này, chị và mẹ chị thương lượng một cái sự việc gì đó về mặt tài sản của ông bà để lại, và tất cả các chúng ta gặp nhau ở một điểm chung thì có lẽ là quy định của pháp luật nó sẽ không quá cứng nhắc. Và tôi nghĩ trong một cái góc độ nào đó, người mẹ chị hơn ai hết, sau khi xem video này, họ sẽ hiểu được rằng họ phải thương lượng. Còn bản thân chị, nếu trong trường hợp mình cứ cứng nhắc theo quy định của pháp luật, mình đi kiện, và khả năng, các bạn nhớ nha, có thể di chúc sẽ có hiệu lực toàn bộ. Tuy nhiên, cũng có thể có di chúc chỉ có hiệu lực một phần. Thì như thế nào? Chúng ta sẽ quay lại câu chuyện về gia đình. Các bạn sẽ không thể lên án luật sư rằng luật sư sẽ tư vấn như vậy. Tuy nhiên, tôi cho rằng động tác khởi kiện ở tòa án chỉ là một cái bài toán cuối cùng khi chúng ta không thể thỏa thuận được với mẹ ruột của chúng ta hưởng thừa kế theo di chúc của ông bà chúng ta để lại. Các bạn sẽ không đồng ý với quan điểm của luật sư, tuy nhiên tôi cho rằng bất kỳ một cái giai đoạn nào chúng ta nên thỏa thuận với người thân trong gia đình để chúng ta có được cái biện pháp toàn vẹn về cả tình và lý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Nhân ta phải biết luật ta. Nếu chị khách hàng nào đó không thỏa thuận được quy định của pháp luật, không thể thỏa thuận, không thể hòa giải thì có thể liên hệ với tôi vẫn có những cái gói hướng dẫn khởi kiện chia thừa kế nha chị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Nhân ta phải biết luật ta. Hôm nay vì cái câu hỏi của độc giả chương trình Dân ta phải biết luật ta nhiều hơn, cho nên mỗi 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày đều có video post lên trên kênh Luật sư Thu Đoàn. Quý vị và các bạn ủng hộ, cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.